Xin chào quý vị các bạn, hôm nay di động cao cấp.vn xin giới thiệu với bạn video hướng giới thiệu về linh kiện của Bách Bơi Q10. Đó là phần camera của Bách Bơi Q10. Tiếp nối tất cả series video giới thiệu về linh kiện của Bách Bơi các đời máy thì hôm nay di động cao cấp.vn giới thiệu với bạn video giới thiệu camera của BlackBerry Q10 chính hãng được cung cấp tại di động cao cấp.vn. Trên tay mình đây là camera, cụm camera sau của BlackBerry Q10 chính hãng đang được cung cấp tại di động cao cấp.vn. Địa chỉ cung cấp linh kiện BlackBerry hàng đầu hiện nay. Khi quý hàng gặp có sự cố liên quan đến máy ảnh, camera của BlackBerry Q10 bị lỗi đen, camera không chụp được hình, chụp mờ, chụp chạy sọc. Nói chung tất cả lỗi liên quan đến phần máy ảnh của BlackBerry Q10. Quý hàng vui lòng qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn trên toàn quốc được tư vấn hướng dẫn sửa chữa thay mới camera của BlackBerry Q10 chính hãng tại di động cao cấp.vn. Đây là một máy BlackBerry Q10 bị lỗi camera. Khi vào phần camera thì chỉ hiện 7 sắc cầu vồng xanh đỏ tím vàng như này thôi. Đó là những dấu hiệu cơ bản báo hiệu là máy ảnh của quý vị các bạn đang bị lỗi. Cần phải thay camera mới cho BlackBerry Q10. Thông tin thêm về dịch vụ thay mới camera máy ảnh của BlackBerry Q10, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc liên hệ đường dây nóng 04 66 750 99. Kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn quý khách hàng thay mới camera máy ảnh trước sau của BlackBerry Q10. Đó, phần camera này sẽ được gắn ở trên phần xương. Đây là màn hình của BlackBerry Q10. Nó sẽ được gắn trên xương màn hình như này. Lỗi thường gặp nhất của camera BlackBerry Q10 là khi tháo lắp ra bị gãy chân connect kết nối trên main. Đây là hiện tượng lỗi camera như quý vị các bạn vừa thấy. Màn hình sẽ được gắn trên xương của máy như thế này. Di động cao cấp.vn tự hào địa chỉ nhận sửa chữa bảo hành, cung cấp linh kiện BlackBerry hàng đầu hiện nay. Đến với di động cao cấp.vn, quý hàng có thể tìm thấy mọi loại linh phụ kiện liên quan đến BlackBerry Q10. Đó, từ vỏ máy, xương, main, nói chung tất tật mọi thứ liên quan đến BlackBerry Q10 đều có sẵn tại di động cao cấp.vn. Địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại BlackBerry Q10 hàng đầu hiện nay. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video của di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại BlackBerry hàng đầu Việt Nam.